Hello em, dùng quay chế tác ra cũng mấy ngày đúng không em? Mình định quay bên ác của mình lấy cái cây này, cây mắc nhất 7 đá 3 mảnh, tăng 2 tốc độ bắn với 1 tầm xa. Mình review cho anh em mà quay nó không ra. Nên hôm nay mình mượn cái nick của ông anh mình. Đây, nick này thì quay trúng rồi. Tăng 2 tốc độ bắn, 1 tầm xa, giảm tốc độ thay đạn. Ok, chiến rồi anh em. À, kho này chắc đẫm máu nghèo. Vô. Quyết chiến với tôi lại luôn. Chiến chứ. Còn gì nữa đâu mà không muốn chiến. Bốn thôi một son, thôi một son của anh đâu hết rồi, yếu lắm rồi này, yếu lắm rồi, mong nè. Giết màu rồi, từ từ nha. Nó báo. Hai. Trường nó chạy vậy. Giết hết nha. Tới đâu rồi? Nó còn chỗ thùng không? Nó còn chỗ cái thùng. Thùng nơi. Thùng chỗ cái thùng dầu á. Anh móc người coi sao. Kè đi, chẳng kè đi, em xuống trên. Còn dưới kìa. Uno kìa, Uno dưới kìa. Chạy qua đi đắng, qua đi đắng. Để nó chạy đi đắng, cho anh chạy ngược qua lại tùm lum chứ gì đắng. Chính ngắt. Á, à, bật cái lồng nữa chứ. 15 nè. Chạy qua không còn dòng lại nữa trời nữa. Đam được. Ca này bé lát nó sống lại xuống lấy. Ngược lại cái lồng kìa. Bé cầm gì, cầm cây ca hả? Kéo sao rồi. Mắng em sao nát 2 viên rồi đó. Kêu trắng kìa. Không có phá keo đâu nghe, anh không có phá keo gì đâu. Em tới đây. Em chạy qua kìa. Rút qua, rút máu qua, rút máu qua. Ba ông thằng chạy qua rồi. Chưa hỏi lòng. Tay. Trăm mấy thằng nữa. Phá keo luôn. Anh ơi, bắn thêm mấy viên nữa. Rút keo quá. Bể keo gì chi? Không ngoài nó chi? Nó bọc. Lóc bằng bông keo đó rồi, nó bông keo đó rồi. Bông keo sao, bông keo sao, bông keo sao. Không dạng màu quá đó. Chắc chết. Nhà bự luôn đó kìa. Nhà bự nè, nhà đây hả? Không, nhà bự. Không có xin ánh được như rồi, gục cũng cứu. Nhà bự 2 tầng á. Rồi chờ nó. Đi luôn. Thằng nó chạy quay đầu rồi. Kìa, coi nhà nhà kìa, coi nhà nhà kìa. Tao tới với mày. Tới mày luôn, tới một chuyện luôn. Xuống rồi Duyên, xuống rồi Duyên. Đâu đâu đâu. Mà còn thằng nữa. Thằng bỏ áo đen nữa. Còn thằng nó cho lưu đạn nè. Lên nó. Đến nè. Nó ngay đó kìa nghe. Vô luôn bé. Đâu đâu đâu. Mà súng bắn dần trước. Mấy máu rồi chết. Nóc rồi. Chú luôn. Wow, giết mẹ luôn. Sao phải xoắn. Gì phải ngỡ. Sao lưng. Như mấy đồi đầu cầu á. À lố đồi ôi. Nóc màu rồi. Đấy, đấy, đấy. Để tiếp. Đấy quá. Đột nhá, tao snap nha mày. Kiều quá mày. Ui thẳng, ui đồ nha, ui khổ suy nghĩ. Dưới cầu, dưới cầu đông, dưới cầu đông. Đập, đập, đập. Thấy luôn đây đang gạo da. À, một trái keo. Chạy kìa, chạy kìa. Xuống mấy nước rồi, xuống mấy nước rồi. Ui trời. Có bỏ được không? Lên trời luôn. Mà đẩy xìu.
chết thì lại nhục. Quá trời dưới nó còng nhau dưới kìa. Từ từ chứ, cho nó nổ xong đi. Chỗ thính. Một kill. Anh núp trong đen bắn đó nha, có dám ra ngoài đâu. Má nổ. Còn thằng chỗ đó kìa nè, chỗ thằng nãy chết kìa nè. Đứng sàn gạo không thấy bắn được. Nãy mới lua. Trên lưng còn người nha. Để không? Đấy, đấy vô. Ê, trong tháp chạy ra. Trong tháp hả? Trong tháp chạy ra hả? Trong tháp chạy ra, chuẩn bị chạy ra, đợi chút đi. Nó chạy lên tới em nè. À đây nè. Chưa thấy, chưa thấy nha, chưa thấy nha. Chưa thấy góc này mắt rồi, góc này không. Chạy vô. Đây, đây, đây. Ở chỗ cái mé nước bên trên chạy còn người nữa nha. Nó bắn em dựng kêu. Nó bị bắn nè. Nó bị tên khác bắn nè. Chỗ con kêu dưới nè. Nó phải chạy bo mà. Ừ. Nó phải chạy bo mà, từ từ thôi. Rồi mà lát này bắn vô đầu nó 8 viên không gục. 8 viên. Kìa nó chạy vô kìa. Kiếm một nè. Chạy kìa. Nó chết rồi đó. Đóng hai. Thằng bên kia xong nó cái ếch nha. Bên kia xong cái ếch nha. Má có phá kèo ngon quá. SVD cái ếch dữ rồi. Nó lấy mạng kia của anh luôn rồi. Thằng kia góc lắc cái gì mà anh bắn anh nhắm đỏ là bên đây có một thằng hoài luôn. Bên đây có một thằng bắn tiểu liên nha Di. Gần mình lắm nha. Bắn vô đầu 78 80 8 chiên gì đó mà không nóc. Bắn hoài ra má hoài là sao? Không nổ. Gớm ghê. Kìa chỗ thính là gì kìa. Thằng bên đây nãy giờ nó giết mạng con quá khứ rồi nè. Nè nó còn đó kìa, SVD nãy giờ nhà đó. Đấy rồi, tới. Nó phải chạy qua đây. Đừng có ra gì, mày cứ đó đi chứ. Nó đấm keo kìa. Kệ nó, đứng qua đó chứ. Thấy ở ngoài bo này vô thằng nữa nè. Ngoài chỗ mấy món hàng ngoài này nè. Đang qua nè. Chạy qua kìa. Mày chạy chết mẹ mày. Mày. Nóc đó gì? Con thằng đó em. Con thằng đó đỏ yếu lắm rồi. Đỏ yếu xìu anh có một đống máu à. Em máu nó một đống. Mày nóc anh chứ rồi. Nóc anh gạt rồi. Thằng ngoài kia gạt nóc luôn phải không? Hai còn máu không cho anh bớt máu thôi. Dạ máu là máu rồi. Bo nha, bo nha. Giờ là hai người ở dưới đi, hai người lên cầu. Để nó lên cầu để quấn bo thu nó nữa. Lên đi. Mình lên cầu đi. Sau lưng, sau lưng, sau lưng. Trên trời, trời, trời. Trời yếu, một chiên vô đầu 8-7 máu rồi. Đúng rồi. Đây công luôn nè. Trời gần mình đúng không? Trời. Trời đó đó. Nó hấp lòng. Nó hấp lòng. Bo nha, bo nha. Nó tự với thủ luôn rồi đó. Mà nó bắn mình luôn. Cho cắt ra xong luôn. Đây à. Hai hai còn hai còn thằng nữa, còn thằng nữa. Ê còn thằng nữa hả? Thằng nữa chứ. Tụi nó đang còn sống. Anh chết rồi. Bị thằng đứng ngoài bo nó quấn cho tao. Có chuyện thằng kia nó chết chưa? Chết 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 win 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 win.